Dạ, kính thưa sư, cho con hỏi về việc thờ Phật tại nhà. Nếu như nhà nhỏ và có lầu gác thiết kế là phòng ngủ thì mình thờ Phật ở tầng trệt và vị trí tượng Phật ở tầng dưới và vị trí phòng ngủ ở tầng trên, có bị phạm tội bất kính không? Trường hợp mình vẫn khởi tâm tôn kính Đức Phật nhưng vì nhà nhỏ nên phải thờ ở tầng trệt, và trong kinh điển có đề cập đến vấn đề này không? Kính xin quý sư cho con lời khuyên. Thời của Phật á, thì phải nói là không có cái chuyện là thờ Phật tại nhà. Tại vì Phật còn ở ngoài, nha, Phật còn tại thế, cho nên là người ta không có thờ Phật tại nhà, mà luôn luôn chuẩn bị một cái chỗ trang trọng nhất để khi mà Đức Thế Tôn có đến thì Ngài có thể, Ngài có chỗ ngự. Chỉ có sau này khi mà Đức Thế Tôn Ngài đã viên tịch Niết Bàn rồi thì chúng ta mới có cái chuyện là thờ Phật ở nhà. Rồi bây giờ chúng ta nên thờ như thế nào, cái vị trí đặt như thế nào cho đúng, thì như thế này. Nếu như chúng ta thật sự coi Phật là Phật thì cái nơi thờ Phật nó tương đương với cái ngôi bảo tháp thờ Xá Lợi. Tại vì mỗi một lần chư tăng mà an vị Phật, chư tăng đều chú nguyện cái gì? Tôi chú nguyện rằng, tôi nguyện rằng đây sẽ là một phần của gọi là Buddha Rupang, tức là cái nhục thân Thế Tôn nha. Tôi nguyện đây là nhục thân Thế Tôn. Thì nếu như mà mình tính như thế đó thì mỗi một nơi mình thờ Phật thì đó sẽ là một cái ngôi bảo tháp. Mà với ngôi bảo tháp á thì sẽ không có cái dĩa bên trên. Thành ra là rất là khó để cân đối giữa đạo với đời. Cái quan trọng là mình có cái tác ý hay không, mình có cái chủ ý hay không. Nếu như mà mình có cái chủ ý thì mình không có nên. Còn ví dụ như nhà ở chung cư đi, nhà sẽ nói nhà ở chung cư, tầng trên tầng dưới, thì tầng dưới mình thờ, tầng trên coi như là họ không biết gì hết, không sinh hoạt, mình không biết gì hết, thì xem như là người tầng trên họ không có chủ ý thì không vấn đề gì. Cái này là ý kiến cá nhân của sư nghe. Còn nếu mà trong nhà của mình ấy, mà mình thờ, mà nếu như mình xem cái chỗ mình thờ là ngôi bảo tháp thờ Xá Lợi ấy, mà mình sinh hoạt bên trên, thì mình xét về bất kỳ phương diện nào cũng đều không ổn. Quý vị hỏi là ở trong kinh có đề cập đến vấn đề này hay không? Thì trong kinh có đề cập đến vấn đề là nơi nào mà Đức Thế Tôn Ngài ở thì nơi đó không một vị trời nào có thể bay ngang qua được. Nếu như mà cố ý đứng ở phía trên đầu Đức Thế Tôn là đầu sẽ bể ra bảy mảnh, không một, và thậm chí không thể làm được, chứ đừng nói là cố ý. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chư thiên đi ngang qua là tự nhiên là thần thông bị mất và phải rớt xuống. Cho nên là không có cái tình trạng là ở trên đầu Đức Thế Tôn. Còn chúng sanh thời nay thì do mình thiếu phước, thành ra là mình rất là ít ý thức về nghiệp và quả của nghiệp. Vì chờ tí xíu, mạng liên tục bị rớt. Đúng rồi. Giật liên tục, nó nghe không rõ. Rồi, mạng tốt hơn rồi. Thì sư không biết là nãy giờ quý vị có nghe tới đâu rồi, nhưng mà sư tóm gọn lại cái ý của sư ha. Tức là nếu như mình coi cái nơi thờ Phật như là một cái ngôi bảo tháp thì cái chuyện mà mình sinh hoạt bên trên là cái chuyện tối kỵ, và nó thể hiện cái sự bất kính đối với Thế Tôn.
thì chắc có lẽ là có vấn đề gì đó mà khi sư nói về vấn đề này thì mạng nó trục trặc. Thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường góp ý về vấn đề này để xem coi là thời nay á thì thiên hạ họ nên thờ Phật như thế nào. Dạ, xin mời Đại Đức. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì những cái trường hợp mà ví dụ á, mà phân tích về khía cạnh mà đời lãnh đạo á, thì Đức Hành Tại có nói thì sư thật sự là sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hành Tại. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây á, là trong trường hợp này, mặc dù sư gọi là mặc dù ở đây là có hai vế, cái vị này nói như vậy nè, là do cái nhà nó nhỏ đó, nhà nhỏ cho nên là phải thờ ở tầng trệt. Cái đầu tiên nói là do nhà nhỏ nên phải thờ tầng trệt, phải như vậy đó, là cái thứ nhất. Cái mấu chốt của câu hỏi này thứ hai là nói là có nghĩa là tuy là như vậy, tuy biết rõ như vậy, hiểu không, nhưng mà trong mình vẫn khởi tâm tôn kính. Đó là hai vấn đề này. Xin sửa quý vị, việc á, mình thờ Phật mình khởi tâm tôn kính đúng, sư rất tán thán vấn đề này, đúng không? Còn vấn đề mà mình nói là nhà nhỏ thì phải thờ như vậy, mà mình biết rõ sự việc như vậy, mình biết rõ là ở dưới là Phật, ở trên thì là phòng ngủ. Phòng ngủ thì đôi khi mình có những cái sinh hoạt, hiểu không, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt vợ chồng này nọ đó. Thì cái đó là đối với sư nha, cùng mình cũng phải cần phải xem lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu này nè, cái câu này nè, nếu nói đúng hơn đó là chính quý vị phải trả lời cho cái câu hỏi này. Quý sư chỉ đưa ra những cái trường hợp rồi những cái vấn đề để quý vị hiểu, quý vị tự quyết định. Khi mà đọc câu hỏi này nè, làm sư nhớ đến một cái cô Phật tử đó. Cô này á, thì theo sư biết là cũng biết về giáo lý, nó thẳng là biết về giáo lý, biết giáo lý cũng khá vững đó. Và cũng cho mình là Phật tử thuần thành đó. Thì khi á, thưa quý vị, khi mà cổ có một cái, sư thấy là có một cái, cô đăng một cái hình mà trong đó là cái hình đó là cái chỉ có cái đầu của Đức Thế Tôn thôi. Thì trên đó là nó làm giống như chậu hoa vậy, có nghĩa là trồng những cái cây hoa kiểng ở trên đó, ở trên cái tượng mà chỉ có cái đầu Đức Thế Tôn chuyện đó. Thì một số người vô comment thì họ nói là họ không có đồng ý khi mà cái người mà tác giả mà làm ra cái điều cái này, tác giả làm ra những cái hình tượng như vậy nè, tượng vậy, hay là những có những cái tượng Phật mà sẽ thấy là họ trang trí ở những cái tiểu cảnh giống như họ non bộ thế này kia đó, thậm chí có Phật coi nhà nữa quý vị, Phật coi nhà đó, là để tượng Phật ở trước cửa nhà đó thì gọi là Phật coi nhà đó. Thì khi mà nói mình, khi mà một số người mà họ vô họ không đồng ý quan điểm này, thì những cái người đó mà thờ đó, không chỉ riêng của đó mà những người thờ như vậy đó, thì họ có quan điểm riêng, họ nói là quan trọng nhất là cái tâm mình thế nào, mình tu tập như thế nào, đúng không? Còn Đức Thế Tôn chỉ là hình tượng thôi. Nhưng mà thưa quý vị, có những cái nghiệp á, nghiệp giống những cái nghiệp đó rất là ngộ thưa quý vị, giống như sư làm sư nhớ đến những cái nghiệp vô tình, gọi là vô tình ha, vô tình thôi, để quý vị hiểu là có một cô tỳ kheo ni A-la-hán và một cô cư sĩ. Thì hai người, thì cái cô tỳ kheo ni nè, trước khi đi tu á, là hai người bạn. Thì sau khi cô này đi tu á, là thành vị thánh ni A-la-hán rồi, thì khi đó mới đến nhà chơi, không? Thì hôm đó đến nhà chơi đó, thì cái cô cư sĩ này nè, thì trong nơi tâm mình á, vẫn xem cái cô đó là bạn, chứ không có phải là xem là đây là một đem đây đây là cô một cô tỳ kheo ni, mà thậm chí có phẩm hạnh giới hạnh này nọ đó, đó có nghĩa là bạn bè, giống như là bạn ngồi chơi chứ còn chơi nó kiểu vậy, hay là thật sự xíu mời sư cô ngồi chơi chứ vậy đó.
nhưng mà chỉ vì một hành động vô tình đó, là cái cô cư sĩ này nè nói là đại loại như nghĩ mình là bạn, nghĩ là bạn, hiểu không, nghĩ là bạn, cho nên nói là sư cô ơi, lấy giùm cho con cái học phấn đi đó, như vậy đó. Thì nơi tâm của vị thánh địa la hán nè mới biết rằng á, nếu mà mình không lấy á, mình không lấy á, thì cái cô này á, vì sân hận đó sẽ đọa đọa địa ngục, đó nó còn khổ hơn nữa. Chính vậy cho nên vì lòng từ lòng bi mẫn vẫn lấy cô này, nhưng mà cái nghiệp nó vẫn có, thì vì cái gì sự vô tình đó, không nên dẫn cô này là sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, sinh vô gia đình hạ liệt không đó, cái này nó cũng là sự vô tình. Nếu mà nói phân tích về trạng thái tâm thì rõ ràng cô này đâu có ý gì đâu, chỉ nghĩ là nghĩ là nghĩ là bạn thôi, đơn thuần thôi. Cho nên á, thưa quý vị, là quay lại cái vấn đề mà mình thờ Phật á, sư có một cái cao kiến là như vậy, hiểu không? Thí dụ bây giờ nha, là có một cái người đó đó cho quý vị một cái pho tượng, sư nói không phải một pho tượng Phật, cho quý vị một cái pho tượng nha, mà cái người này dặn như nè là phải để lên chỗ cao nhất, đẹp nhất, trang nghiêm nhất, lúc nào chỗ chỗ trang trang nghiêm nhất, cao nhất đó, không có để những cái nơi mà thấp, rồi những cái nơi mà có vẻ không tôn kính lắm đó, đó ở trong nhà nơi mà trịnh trọng nhất, rồi xong phải cúng dường này nọ, thì cái tượng này nè nó sẽ đem tài lộc cho mình, đúng không, tài lộc cho mình giàu có, thấy không, hàng ngày đó, tài lộc hàng ngày, rồi sức khỏe rồi đó. Đó. Còn nếu mà lỡ may nghe mà để chỗ thờ chỗ thấp, thờ chỗ không đúng giống như ông thầy chỉ đó, thì tài lộc nó sẽ không vô, đúng không? Yêu cầu thờ đúng như vậy, có nghĩa là thờ ở chỗ cao thoáng mát đó, chỗ mà tôn nghiêm nhất đó, không cúng dường hoa đăng chạng nhang trầm rồi đó, nó liên tục chứ, thì lúc nào tài lộc sẽ vô. Và xin thưa quý vị, thì quý vị đem mới đem cái ông thần ở đó về thờ, thờ đúng, làm đúng như vậy thì tài lộc mới vô, làm đúng như vậy nha, đúng như ông thầy dạy dặn à. Thì bây giờ xin muốn hỏi quý vị là khi tài lộc nó vô liên tiếp như vậy thì quý vị có dám làm sai lời của ông thầy dặn không, là một ngày nào đó quý vị là đem đem ông cái ông thần thờ ở đó đem xuống thờ ngay cái chỗ mà giống như cái tầng lĩnh mình nói là do nhà nhỏ đó, nên phải thờ như vậy, gọi cho mình sinh hoạt vậy, rồi lúc đó tài lộc mình không vô nữa, không, tài lộc mình không có vô nữa, thì mình phải trở lại một mình thờ chỗ kia. Thì cho nên là cái câu hỏi này quý vị phải tự mình trả lời. Đức hạnh tại phân tích rất là chính xác về cái quan điểm mà mình thờ Phật, thứ vị thật sự đúng là tình, nếu mà nói về tính chất á, là thờ kim thân Đức Phật á, là đại diện cho Phật bảo, pháp bảo, thậm chí tăng bảo luôn quý vị. Tại vì quý vị nghĩ đi, mình thờ một đức vị bậc toàn giác mà đó, rồi mình hướng vào đó để mình hướng vào đó để mình học, mình hành, mình giải thoát khỏi sự luân hồi, thì nó đâu phải là đơn giản. Cho nên là cái phước báo mình thờ nè, mình học, mình hành nè, bây giờ siêu ví dụ như vậy, nếu mà quý vị thờ cái tượng đó, thờ tượng Phật, bởi vì học hành, học và hành rồi đưa đến thành tựu về về quả thân quả vị luôn, thì có phải phước báo nó lớn không? Đó thì suy ra ngược lại cũng vậy, nếu quý vị mà sư gọi là vô tình thôi nha, ở đây sư không có chỉ trích gì hết, vợ vô tình thôi, vô tình quý vị mà thờ sai thôi, thì có phải là những cái quả xấu á, nó cũng có một chuỗi hàng loạt như vậy không? Cho nên là Đức Hạnh Tại đã góp ý cho quý vị rồi, thì sư cũng đã đưa ra những cái ví dụ đó để cho quý vị hiểu. Quan trọng nhất quý vị phải tự mình trả lời cho câu hỏi này, đúng không? Còn hai cái quan điểm mà đây quý vị nói là trường hợp mình vẫn khởi tâm tu cái Đức Phật đúng, có nghĩa là trong trường hợp nào mình phải khởi tâm tu cái Đức Phật, nhưng mà phải hợp thời hợp chỗ, hợp chỗ đúng nơi, và phải hợp ba cái chánh, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi cái thứ hai là mình nói là như nhà nhỏ nên phải thờ, phải thì như vậy, cái phải này mình phải coi lại cái ví dụ mà sư ví dụ một một về cái ông tượng của một ông thầy bùa cho quý vị đó, cho một ông thần đó mà đem tài lộc cho quý vị đó, thì nếu mà đem tài lộc bị giàu giàu thì quý vị có dám làm sai cái lời đó không? Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Xin cảm ơn đại đức Từ Từ. Sẵn về khi mà đại đức Từ Từ khi mà đang nói á, thì sư chợt nghĩ đến một vấn đề như thế này, là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Có nghĩa là nếu như mà quý vị thờ Phật ở dưới thấp, quý vị sinh hoạt ở trên, cái quả là mình đi, thứ nhất là mình đi địa ngục,
Do mình bất kính với Thế Tôn, mình leo lên trên phía trên mình sinh hoạt. Cái thứ hai á, là nó sẽ cho quả, nếu như có kiếp nào làm người thì mình sẽ sanh vào giai cấp hạ liệt, ví dụ như giai cấp nô lệ, nhưng mà đó là quả đen. Còn cái nghiệp nghiệp trắng cho quả trắng đó là gì? Đó là mình vẫn gieo duyên với Tam Bảo, và đặc biệt khi mình tôn kính, mình gieo duyên, mình hướng đến sự giác ngộ giải thoát, thì mình cũng sẽ được quả là giác ngộ giải thoát. Thì nó sẽ cho một cái dạng quả tổng hợp là đời sau sanh ra đấy, mình sanh vào một gia đình hạ liệt, tức là khi mà mình mạng chung thì do cái nghiệp thì mình vẫn đi địa ngục, nhưng mà khi mình làm người á, mình sanh vào gia đình hạ liệt, ví dụ như là gia đình cùng đinh, gia đình nô lệ, gia đình bị người ta khinh bỉ, nhưng mà mình lại được có cơ hội tiếp xúc với Tam Bảo. Mình có cơ hội để mình cúng dường, rồi từ đó mình thay đổi được cái đời sống của mình, hoặc thậm chí mình có cơ hội nghe pháp và giác ngộ. Thời Phật có rất nhiều những vị thuộc giai cấp gọi là giai cấp nô lệ đó, xuất gia rồi giác ngộ cũng có, rồi cư sĩ mà thuộc giai cấp nô lệ cũng có. Cho nên xét về cả hai khía cạnh nghiệp đen lẫn nghiệp trắng, thì cái chuyện mà quý vị kẹt quá mà quý vị phải thờ thì vẫn được, tại vì xét cho cùng á, thì cái nghiệp trắng đó đó nó lớn hơn là cái nghiệp đen. Rồi nếu mà quý vị hỏi sư là bây giờ có cách nào hay không, thì sư có lời đề nghị như thế này, có hai lời đề nghị. Lời đề nghị thứ nhất á, là mình thờ Phật ở trên cao nha, mình thờ Phật ở trên cao, rồi hoặc thậm chí là mình để ở trên mái nhà đó, mình thờ thì cũng được. Để trên mái nhà thì mình làm một cái mái để mà mình che mưa, che mưa che nắng cho Phật, mình thờ ở trên đó là coi cao nhất, nếu như mà nhà mình có cái nhà riêng. Còn nếu không được nữa thì chúng ta nên để hình Phật vào trong cái điện thoại, hoặc là trong một thiết bị nào đó mà khi mình cần thờ á, mình cần tụng kinh, mình cần lễ bái thì mình mở lên, còn sau đó rồi á, thì mình cất đi. Thì đây là cái lời đề nghị của sư. Và quý vị hoan hỷ nha, do cái mạng ngày hôm nay nó bị bị trục trặc, sư đã đổi qua hai nhà mạng rồi, Viettel cũng bị mà FPT cũng bị, cho nên sư không có cách nào nữa hết. Thành ra là quý vị, sư có quay video lại thì quý vị có thể xem video phát lại ha. Đi chờ sư một tí. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.